Chào bạn, đây là chỗ mình nuôi ốc ốc nhồi các bạn. Đây mình cho ăn chủ yếu là lá sắn. Đấy. Ốc mùa này thì nó ít ra ăn lắm, nó đa số là rúc bùn hết rồi. Đấy. Rúc bùn là rúc vào những cái chỗ bóng tối. Đấy. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách nhận biết ốc nhồi và ốc bươu vàng. Đây mình bắt hai con các bạn. Đấy. Đây con bên bên trái là ốc nhồi các bạn, còn bên phải là ốc bươu vàng. Đấy các bạn xem đít nó đây, phân biệt dễ nhất là cái đầu của nó các bạn. Đây ốc bươu vàng thì nó sẽ lõm vào rất rất sâu luôn. Đấy. Còn ốc nhồi thì đấy, nó chỉ vào một tí thôi các bạn này. Đó còn đằng bên này thì cái đuôi đít nó này, nhìn này, nó sẽ không có lồi lõm gì cả, nó sẽ vuốt thẳng hơn nhiều. Đấy, còn con ốc bươu vàng này nó sẽ có cái lõm rãnh rãnh này, nó sẽ lõm vào và chỗ này, chỗ đầu này thì đấy nó sẽ lõm lõm rất nhiều luôn. Đấy là phân biệt. Mình sẽ đập bỏ con ốc bươu vàng này, nó đẻ rất nhiều, nó đẻ mạnh lắm. Đây ốc nhiều. Mùa này là rúc bùn rúc ấy hết rồi. Đấy. Nãy mình động động nước là nó chìm hết rồi. Nó ăn lá sắn và lá bưởi các bạn. Đấy, các bạn nhìn ở bên này, đấy là ông nhồi. Nó ở chỗ mấy quả bưởi ở đâu mùa này nó rúc bùn hết rồi. Ở chỗ này mình để làm giống, hôm nọ nó đẻ ở đây này, mình bắt được mấy, lấy được mấy tổ ở chỗ này. Bây giờ hình như vẫn còn, nó vừa đẻ mấy hôm nay nắng ấm đẻ các bạn. Đây nó vừa đẻ lúc sáng này, trứng mới toanh vẫn là ướt. Mình sẽ lấy về ấp các bạn. Đây rất mới, nó vừa đẻ. Mùa này vẫn mùa đông rồi nhưng mà thời tiết vẫn nắng nắng ấm, nó vẫn ra. Đây con lúc nãy đây mình vừa đạp đây, nhìn nó biết này các bạn này, trứng nó này, biểu trứng của nó màu đỏ này. Còn ốc nhồi thì nó sẽ là màu trắng các bạn nhé, màu đỏ này là ốc bươu vàng. Nói chung là nó cũng ăn được ốc bươu vàng ấy. Đấy, nhưng mà mình nuôi cái nào thì ra cái đấy. Còn cái trứng này thì mình sẽ lấy về ấp ở trong trang trại kia mình ấp rồi, đang ấp thì nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Nói chung là nó cũng đẻ bói được mùa này, mình nuôi ít cho nên là có quả trứng nào nó đẻ ra thì mình ấp hết để tận dụng. Nó vẫn nở các bạn. Mình sẽ tạm dừng thằng tí nữa cho các bạn xem. Đây là trang trại bưởi nhà mình, bưởi diễn các bạn.
cũng được 7-8 năm. Nó vừa diễn thì mùa này cũng đang ăn được rồi. Khoảng 15 ngày nữa có thể vặt rồi để cho nó héo đi thì ăn rất là ngon. Tết, thời điểm Tết, ăn đúng dịp Tết thì quá ngon. Đây là trang trại nhà mình. Đây, đây, đây là cái lều các bạn. Đây mình ấp trong này cho các bạn xem. Mình để đây. Đây là ít thôi. Đấy. Nó cũng nở rồi các bạn đấy. Nở đấy. Đây cái bìu. Mấy quả này. Đó. Nó nở rồi các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái này cho đây. Thỉnh thoảng các bạn xịt phun sương các bạn cho nó các bạn. Đấy. Thời tiết lạnh này thì các bạn đẩy nó vào. Đấy. Nếu mà cho ra phơi nắng thì cũng được. Nó dầm mát cho nó ẩm. Đấy. Cho nó nóng lên nó dễ nở. À, chỗ này chỗ mình cho cà chấm ăn. Đấy. Rồi, chào các bạn nhé.